Xin chào các bạn, mình là Doraemon đây. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một bất ngờ. Và đó chính là... Xin chào các bạn, lại là Trinh đây. Và nãy giờ thì Trinh chỉ giỡn thôi. Và ngày hôm nay trong video này thì Trinh sẽ quyết định đó là đập hộp một chiếc điện thoại là Xiaomi CC9. Và Trinh đã nhớ trong một video lần trước thì Trinh đã nói qua chiếc điện thoại này rồi, nhưng mà lúc đó thì Trinh chưa có sản phẩm trên tay nên là tất cả chỉ là ở lý thuyết thôi. Còn hôm nay thì có rồi, sản phẩm về tới Đức Huy rồi, chính vậy nên là Trinh sẽ khui cái hộp này ra để xem thử là Xiaomi CC9 thì nó trông như thế nào nha. Mà khui cái hộp này thì Trinh có nghe đồn phong văn là Xiaomi CC9 là chiếc điện thoại selfie rất là đẹp, và đặc biệt nó là chiếc điện thoại mà dành cho giới trẻ. Và nhìn cái hộp này thì Trinh thấy là dành cho giới trẻ thiệt. Các bạn thấy không? Màu sắc rất là sặc sỡ, rất là sinh động luôn. Nhìn nó tự nhiên Trinh lại cảm thấy nói chung là tươi mới hơn, vui vẻ hơn và tràn đầy sức sống hơn. Còn liên tưởng tới một cái cây kem kẹo mút mà bảy sắc cầu vồng nữa, nên chung là nhìn rất là thích luôn. Và bây giờ Trinh sẽ mở nó ra. Yeah, ra rồi. Đây là Xiaomi CC9. Nói chứ hồi nãy Trinh khui rồi, bây giờ khui lại để cho các bạn coi thôi. Để Trinh mở ra coi. Đây là chiếc điện thoại Xiaomi CC9. Màu trắng rất là đẹp luôn. Thiệt ra thì tại Đức Huy Mobile thì Xiaomi CC9 nó về tới 3 màu lận. Đó là màu trắng nè, màu xanh nè và màu đen nữa. Nhưng mà Trinh thích màu trắng nhất nên là Trinh sẽ quyết định là khui hộp màu trắng cho các bạn coi. Và đây là chiếc điện thoại. Nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Đây nè, cái mặt sau của nó nè, nếu như mà chiếu ánh sáng vô nó sẽ có thay đổi màu sắc khác nhau. Nhìn cái điểm này rất là thú vị luôn. Và Trinh sẽ để cái điện thoại này qua một bên, rồi sau đó Trinh sẽ tìm hiểu về nó thôi nha. Bên trong này là một cái hộp. Để Trinh khui ra thử hộp gì, Trinh đoán nó là ốp lưng với lại hướng dẫn gì đó. Chính xác luôn các bạn ơi. Hồi nãy Trinh không có khui cái này ra, Trinh chỉ khui điện thoại ra coi thôi. Và đây chính là ốp lưng. Cái ốp lưng này là ốp lưng dẻo. Trinh thích mấy cái ốp lưng dẻo lắm. Tại vì bọc vô điện thoại, cảm giác cái điện thoại của mình nó sẽ không có bị tổn thương gì hết. Cái dẻo này nó còn bao bọc điện thoại của đất mình rất là tốt nữa. Còn này là sách hướng dẫn. Cái này ngôn ngữ, bất đồng ngôn ngữ không thể hiểu được. Tiếp ở trong này là một cái dây sạc. Một cái dây sạc. Còn đây là một cái cục sạc. Và cục sạc này sẽ sạc cho pin 4030mAh của chiếc điện thoại này. Và nó sạc nhanh là 18W nha các bạn. Rồi, xong rồi. Trinh sẽ bỏ hết mấy cái này qua một bên. Rồi, sau đó chúng ta hãy đi đến với chiếc điện thoại này thôi. Đây là chiếc điện thoại Xiaomi CC9 màu trắng. Và Trinh thấy nó rất là đẹp luôn. Các bạn cầm trên tay cảm giác rất là thoải mái luôn. Đặc biệt là những bạn nữ nha. Không có sợ quá to cũng như là quá nặng. Cũng không gồ ghề. Trinh thấy nó rất là đẹp luôn á. Cầm cực kỳ thoải mái luôn. Và tiếp theo thì chúng ta hãy đi tìm xem thử nó có những gì nha. Về tổng thể thì Trinh cảm thấy đây là một chiếc điện thoại đẹp và trẻ. Nói chung là nó không có cái điểm gì đáng chê trách về mặt ngoại hình cả. Nhưng mà nếu như mà các bạn đi so sánh nó với lại Mi 9 đó, thì khi cầm trên tay chiếc điện thoại này thì nó sẽ không có cái cảm giác liền mạch cũng như là chắc chắn bằng chiếc Mi 9. Và nếu như để ý kỹ thì khi cầm các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái điểm G ở mặt cạnh cũng như là mặt lưng. Nhưng mà để ý kỹ mới thấy thôi. Với lại cái đây là một cái yếu tố nhỏ xíu và không có tác động gì hết á. Nên là nhìn chung Trinh nghĩ đây là một chiếc điện thoại khá ok và khá đẹp luôn á. Và ở cái cạnh bên trái của chiếc điện thoại này là các bạn sẽ thấy một cái chỗ để đút sim vô là khe sim á. Ở bên phải thì các bạn sẽ thấy nút tăng giảm âm lượng. Và lật xuống ở phía cạnh dưới. Phía cạnh dưới này thì nó sẽ có loa ngoài và USB Type-C. Nó sẽ có tích hợp sạc nhanh cho viên pin 4030mAh của chiếc điện thoại này. Và màn hình của Xiaomi CC9 thì nó có kích thước là 6.39 inch. Và độ phân giải của nó là 1080 nhân với lại 2340 điểm ảnh. Và như chúng ta có thấy thì máy này là được thiết kế bởi cái màn hình là màn hình giọt nước. Và ở chính giữa thì thấy có một cái camera selfie này. Và chính cái camera selfie này là điểm ăn tiền của chiếc điện thoại này á. Và ngoài ra nếu như mà Mi 9 á, là được bảo vệ bởi kính cường lực thế hệ thứ 6 thì chiếc điện thoại này CC9 là được bảo vệ bởi kính cường lực thứ 5 thôi. Nhưng mà Trinh nghĩ nhiêu đó cũng đủ dùng rồi. Và cái con chip mà nó sử dụng là con chip Snapdragon 710 và RAM của chiếc điện thoại mà Trinh đang cầm trên tay là RAM 6GB và bộ nhớ trong là 64GB. Và ngoài ra thì nó cũng có khe thẻ nhớ như hồi nãy Trinh nói rồi. Và pin của nó là 4030mAh.
Nói chung với con chip 710 thì nó cũng có thể đáp ứng được những cái nhu cầu xem phim, lướt web cũng như là chơi game của các bạn. Nhưng mà nếu như mà các bạn yêu cầu cái khả năng phải chơi game mạnh, chơi game nặng thì Trinh nghĩ là nó chỉ đáp ứng được ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ còn nhiều hơn nữa thì Trinh nghĩ là sẽ không được. Bởi vì chiếc điện thoại này là nó có giá trị ở cái phần người ta đề cao ở cái phần chụp hình cũng như là camera selfie của nó, nên là cái phần hiệu năng của nó thì sẽ bị giảm xuống một chút xíu. Thì camera trước của nó hồi nãy Trinh nói rồi, nó chụp hình rất là đẹp luôn và nó có cảm biến là 32 megapixel. Có vẻ như là Xiaomi rất là đầu tư vào camera này, và đối với những bạn nào là tín đồ selfie hoặc là thích selfie á thì đây là một chiếc điện thoại dành cho các bạn. Còn ở mặt phía sau của nó sẽ là một cái hệ thống camera gồm có 3 camera được đặt dọc, và đây là một cái hình thức thiết kế mà Trinh thấy nhiều chiếc điện thoại hiện nay cũng sử dụng hình thức như vậy, đó là đặt dọc camera như vậy và nhìn nó rất là thẩm mỹ và rất là đẹp. Và cái cảm biến lần lượt của 3 camera này là bao gồm cảm biến chính là 48 megapixel, cảm biến góc siêu rộng là 8 megapixel và một camera đo chiều sâu là 2 megapixel. Và cái camera phụ này thì nó sẽ dành cho cái tính năng là chụp chân dung cũng như là xóa phông. Và ngoài cái việc mà chụp hình ra thì chiếc điện thoại này quay phim cũng khá ok đó các bạn. Nó có thể quay video 4K nè, quay full HD lần lượt là 10, 60 hoặc là 120 khung hình trên giây. Ngoài ra thì máy còn có thể quay slow motion ở chế độ HD nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá camera trước của chiếc điện thoại này nha. Trinh sẽ bật lên. Và một cái điểm Trinh rất thích của chiếc điện thoại này ở phần camera trước là nó có tính năng chỉnh sửa hình ảnh rất là đẹp luôn. Nếu như mà các bạn nhấp vào cái hình ngôi sao ở phía bên phải này nè, ở góc cuối, thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái mục để các bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh, như là mục beauty. Ở cái mục beauty này thì nó sẽ có mức độ từ 1 đến 5, nói chung là chỉnh đến 5 là hết nhận ra mình luôn. Và tới cái phần là remodeling, cái phần này Trinh rất là thích luôn, y như là một cái mà tu sửa thẩm mỹ lại bản thân của mình vậy đó. Nói chung là nó sẽ giúp cho chỉnh cho mũi mắt mình to hơn nè, mũi cao hơn, ngoài ra thì cằm nhọn hơn và môi trái tim các kiểu. Và tiếp đến sẽ là phần mắt khóc. Và ở cái phần này thì nó sẽ giúp cho các bạn ví dụ như là kẻ mắt nè, kẻ chân mày nè, rồi đánh mắt, nói chung là đeo lens nữa. Ở cái phần đây cũng rất là thú vị. Và tiếp theo là filter. Và filter của chiếc điện thoại này trên thấy rất là đẹp luôn. Có rất là nhiều kiểu, từ cái kiểu sáng sinh động cho cái kiểu tối nè, rồi cổ điển nè. Và đặc biệt có rất là nhiều cái để cho các bạn có thể chụp hình ạc á, chụp hình nghệ thuật rất là đẹp luôn. Đó, đây là những cái tính năng mà Trinh thấy rất là thích. Đối với những cái bạn gái dùng thì các bạn sẽ rất là thích những cái tính năng ở trên camera selfie của chiếc điện thoại này. Bởi vì bình thường khi mà Trinh sử dụng điện thoại thì Trinh hay tải WutaCam cũng như là Ulight thì nó mới có mấy cái này thôi. Và ngoài ra thì nó còn có một cái tính năng là tính năng Memoji nữa. Và ở cái tính năng này á thì các bạn có thể quay video bằng Memoji luôn. Nói chung là không chỉ chụp hình mà còn có thể quay video được. Và đối với lại cái Memoji này á, thì các bạn, nói chung là Trinh cảm thấy nó rất là nhạy luôn á. Ví dụ như là các bạn nháy mắt thì nó sẽ nháy mắt theo mình. Rồi các bạn cười nó cũng cười. Rồi các bạn, nói chung là các bạn làm những biểu cảm trên khuôn mặt thì nó có thể làm y như vậy luôn. Và ngoài những cái biểu tượng như là con vật, thực vật ra thì nó còn có biểu tượng của người nữa, có những chàng trai, cô gái nữa, nên là các bạn thích cái nào thì làm cái đó thôi. Và ngoài chụp hình ra thì nó còn có thể tạo ra những cái Memoji bằng video rất là sinh động và hấp dẫn nữa. Và điểm nhấn của chiếc điện thoại này là camera trước, nhưng mà camera sau của nó thì Trinh thấy chụp hình cũng rất là ok. Nó lấy nét rất là tốt và khả năng xóa phông của nó cũng rất là ổn luôn. Nó có rất là nhiều cái mục để các bạn có thể chọn. Nè, chụp ban đêm hay là chụp chuyên nghiệp hay là chụp xóa phông gì thì Trinh thấy nó cũng rất là ổn nữa. Nên là các bạn có thể thoải mái chụp hình bằng chiếc điện thoại này, và đặc biệt đó chính là selfie. Và ngoài chiếc điện thoại màu trắng rất là tinh khôi như vậy thì tại cửa hàng của Đức Huy Mobile thì có đầy đủ màu, đó chính là màu đen. Màu đen rất là lịch thiệp cũng như là mạnh mẽ, và đặc biệt có một cái màu mà Trinh nghĩ rất là nhiều bạn thích, đó chính là màu xanh. Các bạn thấy không? Đẹp vô cùng luôn. Màu xanh rất là đẹp, Trinh có thể nói là màu xanh đẹp cực kỳ luôn. Những cái điện thoại từ Đức Huy Mobile với cái phiên bản mà RAM 6GB và bộ nhớ trong là 64GB á, tại cửa hàng của Đức Huy Mobile có giá là 6.290.000 đồng. Nếu như mà các bạn thích một trong ba chiếc này thì hãy đến ngay với cửa hàng của Đức Huy Mobile nha, tại vì hàng đang rất là hot luôn. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video cũng như là subscribe kênh. Xin chào.